Xin chào anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Trên video anh em đang xem Đây là mẫu xe Hyundai Elantra Một mẫu xe sedan cỡ C được lắp ráp tại Việt Nam Hiện tại những ngày gần cuối tháng 6 này Chính sách bán hàng dành cho mẫu xe Hyundai Elantra đã có thay đổi Cụ thể là giảm thêm tiền mặt cho anh em Như vậy là chỉ còn vài hôm nữa là sẽ có dự kiến chính sách hỗ trợ thuế của nhà nước Mà thời điểm này nhà máy lại giảm thêm tiền mặt Thì đây cũng sẽ là cái thời điểm mà anh em có thể là có nhu cầu mua Elantra Anh em xuống tiền là phù hợp nhất trong video ngày hôm nay em sẽ cập nhật cho anh em chính sách bán hàng của từng phiên bản Hyundai Elantra của hai cơ sở bên em để anh em nào đang có nhu cầu tham khảo dòng xe này anh em xem video cân đối và đưa ra quyết định mua xe cho phù hợp. Cụ thể mời anh em cùng xem video. Mẫu xe Hyundai Elantra có tất cả là 4 phiên bản để anh em lựa chọn cho 3 tùy chọn động cơ. Phiên bản thấp nhất đó là Elantra bản 1.6 AT tiêu chuẩn, phiên bản thứ hai đó là Elantra 1.6 AT đặc biệt. Phiên bản thứ ba đó là Enantra 2.0 AT cao cấp và phiên bản thứ tư đó là Enantra bản 1.6 Turbo, không có bản số sàn, anh em lưu ý. Và phiên bản đầu tiên em cập nhật chính sách bán hàng tại thời điểm những ngày gần cuối tháng 6 này cho anh em, đó là Enantra bản 1.6 AT tiêu chuẩn. Giá bán của hai cơ sở bên em hiện tại như sau. Tại cơ sở Hà Nội hỗ trợ giảm thêm tiền mặt, giá bán chỉ còn 555 triệu, vẫn tặng thêm phụ kiện cho anh em. Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh cũng giảm thêm tiền mặt giá bán chỉ còn 561 triệu. Ngoài ra vẫn sẽ tặng thêm phụ kiện cho anh em khi mà anh em liên hệ trực tiếp. Căn cứ từ giá bán này, giá xe ra biển số la mảnh tại các địa phương, em đã tính trước cho anh em trong trường hợp anh em đặt xe tại em này và chờ thuế. Anh em mua xe đăng ký biển Hà Nội thì sẽ là 613 triệu. Các tỉnh áp 12% là 593 triệu. Các tỉnh áp 10% là 587 triệu. Biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 613 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 593 triệu giá xe ra biển số năm máy trên đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước anh em có thể xem trên màn hình chưa bao gồm bảo hiểm thất vỏ và những chi phí dịch vụ ngoài anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Elantra 1.6 AT tiêu chuẩn khi có chính sách hỗ trợ thuế số tiền ban đầu thấp nhất anh em cần phải chuẩn bị như sau anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 141 triệu các tỉnh áp 12% là 121 triệu các tỉnh áp 10% là 115 triệu biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 136 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 116 triệu. Ngoài ra thì anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ. Năm đầu tiên chỉ giá là 6,6 triệu cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Và như vậy thì anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là khoảng 471 triệu. Trong thời gian vay tối đa là 8 năm thì gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 7,7 triệu. Trong đó gốc chia đều là 4,9 triệu cùng với lãi suất tháng đầu tiên là 2,8 triệu. Dư nợ cũng sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Phiên bản thứ hai em cầm nhật chính sách bán hàng cho anh em đó là chiếc Elantra bản 1.6 AT đặc biệt. Giá bán của hai cơ sở bên em so. Tại cơ sở Hà Nội hỗ trợ giảm thêm tiền mặt so với thời điểm đầu tháng 6 vừa rồi. Giá bán bây giờ chỉ còn có 614 triệu. Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh thì giá bán cũng chỉ còn có 619 triệu. Vẫn tặng thêm phụ kiện cho anh em khi mà anh em liên hệ trực tiếp. Với giá bán này, giá sẽ ra biển số lan này tại các địa phương. Trong trường hợp anh em được hỗ trợ thuế, em cũng đã tính trước cho anh em để anh em tham khảo như sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 676 triệu, các tỉnh áp 12% là 656 triệu Các tỉnh áp 10% là 650 triệu Biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 674 triệu Và các tỉnh miền Nam sẽ là 655 triệu Giá xe ra biển số là máy trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản Anh em có thể xem trên màn hình Anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Elantra bản 1.6 AT đặc biệt Số tiền ban đầu thấp nhất anh em cần phải chuẩn bị như sau Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 154 triệu Các tỉnh áp 12% là 134 triệu các tỉnh áp 10% là 128 triệu, biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 148 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 128 triệu. Ngoài ra thì anh em sẽ vẫn phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ. Lần đầu tiên chỉ giá là cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói và như vậy thì anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là khoảng 521 triệu. Trong thời gian vay tối đa là 8 năm thì gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 8,5 triệu, trong đó thì gốc chia đều là 5,4 triệu cùng với lãi sắp đầu tiên là 3,2 triệu dư nợ cũng sẽ giảm dần. <laughs> Phiên bản thứ ba em cập nhật chính sách bán hàng cho anh em đó là chiếc Enatra bản 2.0 AT cao cấp. Giá bán tại thời điểm những ngày gần cuối tháng 6 của hai cơ sở bên em như sau. Tại cơ sở Hà Nội hỗ trợ giảm tiền mặt cho anh em chỉ còn có 673 triệu thôi. Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh thì cũng được giảm tiền mặt, giá bán cũng chỉ còn có 679 triệu. Với giá bán này, giá sẽ ra biển số la bánh tại các địa phương, em cũng tính cho anh em để anh em tham khảo như sau trong trường hợp anh em được hỗ trợ thuế. Anh em ở Hà Nội sẽ là 738 triệu, các tỉnh áp 12% là 719 triệu, các tỉnh áp 10% là 712 triệu, biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 737 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 718 triệu. Giá xe ra biển số là máy trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản. Anh em có thể xem lại trên màn hình và anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Elantra 2.0 cao cấp này khi có chính sách hỗ trợ thuế, số tiền ban đầu thấp nhất anh em cần phải chuẩn bị như sau anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 166 triệu các tỉnh áp 12% là 147 triệu các tỉnh áp 10% là 140 triệu biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 160 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 140 triệu ngoài ra thì anh em vẫn sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ và năm đầu tiên chỉ giá là 8 triệu cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói và như vậy thì anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là 572 triệu trong thời gian vay tối đa là 8 năm thì gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 9,3 triệu trong đó thì gốc chia đều là 5,9 triệu cùng với lại suất tháng đầu tiên là 3,4 triệu dư nợ cũng sẽ giảm dần và phiên bản cuối cùng phiên bản cao cấp nhất em cập nhật chính sách bán hàng cuối tháng 6 cho anh em đó là chiếc Elantra bản 1.6 Turbo anh em hay gọi là bản Sport giá bán tại thời điểm cuối tháng 6 của hai cơ sở bên em như so. tại cơ sở đội hỗ trợ giảm thêm tiền mặt giá bán bây giờ chỉ còn có 735 triệu cơ sở thành phố Hồ Chí Minh giá bán là 749 triệu như vậy với một mẫu xe sedan cỡ C mà sử dụng động cơ turbo có giá bán hơn 700 triệu một chút thì với chiếc Elantra bản Sport này em nghĩ là phù hợp dành cho những anh em nào đang có nhu cầu mua một chiếc sedan. Chứ còn anh em nào mà mua một xe gầm cao với tầm tiền 739 triệu này thì anh em cũng đã có thể mua được chiếc Tucson, Sơn, chiếc Xích 5 hay là chiếc Ford Territory hoặc anh em cố thêm chút để mua chiếc Kia Sportage là anh em cũng đã mua được một phân khúc gầm cao cỡ C rồi. Anh em nên tham khảo và cân đối. Như vậy với giá bán 735 triệu cho một mẫu xe sedan xe cỡ C sử dụng động cơ turbo thì đây cũng là một mức giá em thấy là phù hợp. Vì tầm tiền này gần như là rất ít mẫu xe sedan xe cỡ C sử dụng động cơ turbo. Và em cũng tính luôn cho anh em giá xe ra biển số lăn bánh tại các địa phương trong trường hợp anh em được hỗ trợ thuế. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 853 triệu, các tỉnh áp 12% là 833 triệu, các tỉnh áp 10% là 817 triệu. Biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 851 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 831 triệu giá xe ra biển số la máy trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản anh em có thể xem lại trên màn hình và anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Elantra bản 1 Turbo này khi có chính sách thuế số tiền ban đầu thấp nhất anh em cần phải chuẩn bị như sau anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 228 triệu các tỉnh áp 12% là 209 triệu các tỉnh áp 10% là 193 triệu biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 214 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 195 triệu Ngoài ra thì anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thất vỏ và năm đầu tiên trị giá là 9,5 triệu cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Và như vậy thì anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là 624 triệu. Trong thời gian vay tối đa là 8 năm thì gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 10,2 triệu, trong đó gốc chia đều là 6,5 triệu cùng với lãi suất tháng đầu tiên là 3,7 triệu. Dư nợ cũng sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. <laughs> như vậy trên đây đó là toàn bộ thông tin về chính sách bán hàng của các phiên bản Elantra tại thời điểm những ngày gần cuối tháng 6 Hy vọng những thông tin em vừa chia sẻ trong video sẽ giúp ích cho anh em trong việc tham khảo lựa chọn mua xe cho phù hợp tại thời điểm này. Cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.